Xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chuyển đổi dữ liệu quay lại giữa hai tài khoản Google Drive với nhau. Bước đầu tiên thì các bạn gom tất cả các tệp lại và sau đó bỏ vào một cái thư mục. Ví dụ mình có cái tệp các tệp như sau. Sau đó bạn thoát ra ngoài rồi nhấn chuột phải vào cái thư mục đó. Chọn vào cái mục là chia sẻ. Ở cái ô thêm người về nhóm thì các bạn điền cái tài khoản Gmail cần gửi đến. Sau đó chọn chế độ là người chỉnh sửa. Rồi chọn nút gửi. Tiếp theo thì các bạn truy cập vào tài khoản Google Drive chưa? Rồi chọn vào cái mục là được chia sẻ với tôi. Lúc này bạn sẽ thấy cái thư mục để được gửi đến. Việc cần làm bây giờ là bạn kéo cái thư mục đó vào cái mục là Drive của tôi. Sau đó nhấn vào mục Drive của tôi. Như vậy là xong rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ở những video lần sau. Tạm biệt.